Thông tư số 12 năm 2017 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành. Theo đó, việc xác định dự toán chi phí đối với các công việc đầu tư phát triển đô thị như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí quản lý được hướng dẫn như sau. Chi phí nhân công trực tiếp xác định theo số lượng nhân công trực tiếp, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của công nhân trực tiếp. Chi phí quản lý xác định bằng tỷ lệ phần trăm chi phí chuyên gia. Chi phí khác xác định theo dự kiến nhu cầu của thực hiện của từng loại công việc tư vấn. Thu nhập chịu thuế tính trước xác định bằng 6% của chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí quản lý. Thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định hiện hành. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản chi phí nói trên. Thông tư số 12 năm 2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018. Thông tư số 41 năm 2017 quy định sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2018. Theo đó, việc ký số được thực hiện thông qua phần mềm ký số và được thông báo thành công hoặc không thành công khi ký trên văn bản điện tử. Trường hợp quy định người có thẩm quyền ký số trên văn bản điện tử thông qua phần mềm ký số thì người có thẩm quyền sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc ký số và văn bản điện tử. Trường hợp cơ quan tổ chức ký số trên văn bản điện tử thông qua phần mềm ký số thì văn thư được giao sử dụng khóa bí mật con dấu của cơ quan tổ chức để thực hiện việc ký số và văn bản điện tử.